Đại Tổ mời thúc. Sao nhị thúc lại không uống? Chẳng lẽ ta đáng ghét đến vậy sao? Đa tạ đại tổ. Đại tổ à, có chuyện này ta cần phải nói cho rõ. Trong lòng của võ tổng này chỉ có hình bóng của Bình Nhi mà thôi. Chỉ một mình Bình Nhi thôi sao? Vậy còn ta? Đại tổ à, nè, tổ đừng uống nữa mà. Vậy nửa chung này Bình uống giúp ta, uống cạn đi, lẹ đi. À, không được đâu đại tổ, ta cáo từ trước. Nè đại tổ, nè đại tổ, không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Ta thấy chồng mặt quá. Võ tổng, đại tổ, võ tổng này làm nam nhân đỉnh thiên lập địa, tuyệt đối không làm những chuyện loạn luôn, làm trái lễ giáo, mong đại tổ tự trọng. Bộ ta không biết tự trọng sao? Chắc là đại tổ cảm thấy vì đại ca ta xấu xí nên không xứng với đại tổ. Nhưng mà người đối xử với tổ rất chân thành, nhờ người là một đại ca xưa nay ta rất tôn trọng, mong đại tổ đừng làm những chuyện trái đạo nữa. Ý nói là ta có lỗi, hắn đối xử với ta như thế nào ta vẫn không hiểu. Đại ca của nhị thúc có điểm nào mà khiến cho người ta tôn trọng vậy? Người tự xưng người là hảo hán đỉnh thiên lập địa, vậy hắn là hạng người gì? Theo ta thì hắn chỉ là một tên không có lương tâm, không xương sống, một gã đàn ông thối, còn thối nát hơn cả chó. Đại tổ, ta đã chịu đựng bao nhiêu oan ức, người có biết hay không? Lúc đó chỉ vì Trương Thủ Sơ đã mê mẩn sắc đẹp của ta, người vợ của hắn căm ghét ta nên mới ép ta làm vợ của Võ Đại Lang. Lúc đó ta nghĩ sẽ chấp nhận số phận, nhưng không ngờ đó lại là mưu đồ của Trương Thủ Sơ. Tại vì đại ca của người đã nhận dạng bạc, dành để mặc cho tên Trương Thủ Sơ đó làm nhục ta mà. Tấm lòng chân thành, phải nói hắn đã tận tay hủy hoại số phận ta thì đúng hơn. Tổ nói bậy. Sau khi Trương Thủ Sơ qua đời, ta nghĩ ta có thể làm lại cuộc đời, có thể được chung sống với người mà mình yêu thương. Nhưng không ngờ đại ca của người lại mượn rượu hành hung ta, buộc ta phải chịu theo ý của hắn. Ta nghĩ hắn còn thâm tệ hơn cả súc vật. Ta không thể nào tin lời nói của tổ được. Không thể nào tin được. Không thể nào tin thì cứ coi như ta bị đặt đi. Và nếu người nghĩ như vậy thì sẽ đỡ dằn vặt hơn. Lời nói vừa rồi của đại tổ là thật phải không? Đại ca, vậy thì từ nay quân càng phải đối xử tốt với tổ, chuyện gì cũng phải nhường nhịn vợ của mình. Nếu như nói ra thật sự là do quân có lỗi, Mm-hmm.